Hôm nay chúng ta sẽ nói về một diễn viên tận tụy, công hiến hết mình cho nghệ thuật, mang được chất đời thường và gần gũi vào trong điện ảnh. Ông từng hóa thân vào nhiều vai diễn khác nhau, làm cả đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất để mang lại nụ cười và tiếng khóc cho khán giả. Và ông Hí lại còn biết võ, chỉ là không mạnh bằng Goku, mà là vua hài Hồng Kông, Châu Tinh Trì, một nhân vật kiệt xuất với tầm ảnh hưởng lớn đến cả điện ảnh và văn hóa đại chúng. Tuổi thơ của ông thì cũng gần gọi là màu hồng, cụ thể là màu mắm tôm. Khi bố mẹ thì ly hôn từ sớm, gia cảnh thì cũng chả giàu sang khá giả gì. Ông cùng em gái phải sống trong một ngôi nhà nhỏ có cửa ra vào. Và cái hoàn cảnh có phần đặc biệt đó có lẽ cũng ảnh hưởng nhiều đến góc nhìn của Châu Tinh Trì về cuộc sống. Nhưng biết gì không, cười vào sự nghèo khó là đặc quyền của người nghèo khó. Và Châu Tinh Trì sớm nhìn ra những cái khía cạnh hài hước về thế giới xung quanh từ khi còn rất nhỏ. Có thể nói đó là nền tảng đầu tiên cho những bộ phim của Tinh gia sau này. Như mọi đứa trẻ Hồng Kông hồi đó, Châu Tinh Trì say mê với những màn biểu diễn võ thuật của Lý Tiểu Long. Và Lý Tiểu Long cũng là một trong những nguồn cảm hứng của Châu Tinh Trì khi mà làm phim sau này. Tương truyền kể rằng Tinh gia thậm chí còn luyện làm xa thủ bằng cách thọc ngón tay vào nồi đậu xanh. Nồi đậu xanh sau đấy ăn được hay không thì không rõ, nhưng bạn nghĩ xem cái hình ảnh đứa trẻ luyện võ này có quen không nào? Đúng vậy, về sau nó luyện thành thần công trong phim Tuyệt Đỉnh Công Phu đấy. Nhưng chặng đường từ đứa trẻ thọc ngón tay vào nồi đậu xanh trở thành siêu sao điện ảnh trong phim Tuyệt Đỉnh Công Phu là một chặng đường không hề suôn sẻ tí nào. Khi còn là sinh viên, ông cùng người bạn của mình là Lương Triều Vĩ đi phỏng vấn lớp đào tạo diễn viên. Tinh gia trộm vía trượt, mãi về sau đến tận năm 1982, Châu Tinh Trì mới được nhận vào một lớp đào tạo nghệ sĩ của đài TVB. Khi vừa tốt nghiệp, Châu Tinh Trì làm MC cho một chương trình giải trí thiếu nhi và đóng mọi vai phụ mà ông xin được, kể cả là vai giả xác chết của đài truyền hình. Giai thoại này về sau cũng được ông đưa vào bộ phim Vua Hài Kịch. Lúc này xung quanh Tinh gia chỉ toàn là những lời chê bai và khen đều, bảo ông rằng chẳng chóng thì chây, tầm 100 năm nữa là có thể công thành danh toại. Nhưng Tinh gia thì vẫn cứ miễn nhiễm thị phi, ông cứ âm thầm làm những việc mà ông cho là đúng và đi con đường của riêng mình. Mặc dù nghiệp diễn của ông khá là trắc trở, có lần đi đóng phim, ông được ra một vai trong Thần Điêu Đại Hiệp. Trong cái phân cảnh mà nhân vật của mình chết, ông đã chuyện trò với đạo diễn nhằm tăng sự kịch tính cho phần đoạn. Đạo diễn vỗ đùi đèn đét, mồm ấm ấm ừ ừ như được mùa, xong rồi bảo ông im mẹ đi và làm đúng những gì được sao thôi, và ghét ông luôn. Thật sự mà nói thì với cái xuất thân và tuổi nghề của Tinh gia lúc này, khả năng mà ông được công nhận hay là ý tưởng của ông được chào đón thì cũng chỉ ngang bằng khả năng mà tôi được thơm má Minh Hằng. Nhưng có một phẩm chất rất là tuyệt vời của Tinh gia, đó là sự khó khăn và mặc cảm lại đẩy ông về phía trước, chứ không làm ông nản chí. Và mưa nào mà chẳng tạnh, tài năng của ông cuối cùng cũng được để ý qua vai phụ trong Phích Lịch Tiên Phong, và diễn mang về cho Châu Tinh Trì giải thưởng diễn viên phụ xuất sắc nhất và gương mặt mới xuất sắc nhất. Lật cuộc đời của ông sang một trang mới, rực rỡ hơn nhiều, gắn liền với những bộ phim mà chú Vân Sơn lồng tiếng. Thế là đã đến lúc để mà Châu Tinh Trì phát huy toàn bộ vốn liếng về cuộc sống, sự hài hước và trí tưởng tượng của mình qua những bộ phim Đội Bóng Thiếu Lâm này, Tuyệt Đỉnh Cung Phu này, Thần Bài này. Các nhà đài bây giờ tranh nhau mà mua phim ông về chiếu. Tinh gia cứ thế mà phá đảo mọi bảng xếp hạng, đứng đầu các kỷ lục tại Hồng Kông. Không chỉ phim điện ảnh mà các bộ phim truyền hình của Tinh gia cũng vô địch thiên hạ. Mà không chỉ với nghiệp diễn xuất của riêng mình, Châu Tinh Trì còn là một ông bầu mắt tay. Khi bất cứ diễn viên nào làm việc với ông cũng đều thành celeb cỡ bự. Nhưng liệu có phải tất cả chỉ là nhờ tài năng thiên bẩm và những khốn cùng thời thơ ấu? Không, đó còn nhờ áo của chùm cuối, sticker từ chùm sticker và figure từ chùm figure. Bạn muốn mặc áo đẹp trong khi dán sticker lên con figure rồi để nó trong phòng trong khi bạn đi đóng phim và thành công không? Hãy ghé thăm hệ thống shop chùm cuối, nơi mà chắc chắn là đang có những chương trình ưu đãi cực kỳ hấp dẫn. Link mua hàng dưới phần mô tả và bình luận. Đấy là quảng cáo. Còn Châu Tinh Trì thành công là nhờ phong cách làm phim độc đáo, vừa cao siêu vừa gần gũi. Vì bản thân là một người vươn lên từ nghèo khó và trải qua nhiều biến cố, nên dễ hiểu rằng các nhân vật trong phim của Tinh gia được xây dựng theo một cái trường phái giản dị, gần gũi và rất là đời. Không bao giờ nhân vật chính là một cái tổng tài da trắng như kiểu người Á gốc Âu, mặc vest, ngồi điều hòa, xong rồi sở hữu các bóng hồng dễ dàng như kiểu bắt vợ ở vùng cao. Nhân vật chính trong phim của Tinh gia thường là người có nhiều tật xấu, phải chịu cái sự cay đắng và bất công của xã hội và đen, ý tôi là vận đen. Ví dụ như là vai Tinh trong Tuyệt Đỉnh Công Phu, ban đầu chỉ là một trong hai tên lang thang cầu bơ cầu bất, giả dạng thành viên băng lưỡi búa. Hay như A Tinh trong Đội Bóng Thiếu Lâm là một cựu võ sư thiếu lâm thất lạc huynh đệ, sư phụ thì hẹo nhưng quyết không để võ học thiếu lâm bị thui chột. A Tinh kêu gọi huynh đệ tham gia bóng đá kết hợp để tranh giải vô địch, và xuất sắc nhất là vai diễn đại thánh trong tác phẩm Quốc Dân Tây Du Ký. Về sự gian nan thì chắc là Ngộ Không chả thua kém ai. Các nhân vật này có một điểm chung là họ phải vật lộn rất nhiều để vượt qua thử thách và vươn lên. Nó giống như cuộc sống vậy, và cái gì mà càng gần gũi với cuộc sống thì khán giả lại càng dễ đồng cảm và thích thú. Những nhân vật thú vị, những chi tiết hài hước, những tình huống kịch tính,
thêm phần cốt truyện cứ kiểu nửa thật nửa đùa, mang theo những cái thông điệp rất là đơn giản nhưng mà cũng vô cùng nhân văn. Châu Tinh Trì mang được quá nhiều tầng giá trị đan xen vào nhau, và cách truyền tải của ông lại rất là ngộ nghĩnh và dân dã. Nó không giáo điều, nó không trừu tượng và nó rất là chất liệu me me. Ở Nàng Tiên Cá có câu rằng là nếu không có nước sạch hay không khí sạch trên trái đất này, bạn có kiếm bao nhiêu tiền đi nữa cũng sẽ đi vào ngõ cụt. Trong Quốc Sản 007 thì là ngay cả một chiếc quần lót và một mảnh giấy vệ sinh tầm thường cũng có công dụng riêng của chúng. Nhưng câu thoại nghe rất là bình dị và có phần buồn cười, nhưng mà ý nghĩa đằng sau nó lại phải khiến ai cũng gật gù. Nói chung là mấy câu thoại này có khi bạn thuộc nằm lòng rồi. Tôi nuôi cô có khi là câu tỏ tình của các bạn cũng nên. Nên là hãy nói về yếu tố tiếp theo làm nên thành công của Châu Tinh Trì. Đấy là trí thông minh kiệt xuất, sự cầu toàn và khó tính trong làm phim. Theo thời gian, phim của Châu Tinh Trì ngày càng đa dạng. Ông sớm được gọi là bậc thầy hài kịch. Nhưng mà những tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao thì không thể nào được làm ra bởi bàn tay cầu thả. Đã có rất nhiều lần báo chí và các diễn viên chỉ trích bóc phốt các thứ, rằng Châu Tinh Trì chửi mắng và bóc lột các thành viên trong đoàn làm phim, coi ông là người dễ nổi nóng, hà khắc và độc đoán. Chú ba Ngô Mạnh Đạt, một người bạn thân lâu năm của Châu Tinh Trì, khi trả lời phỏng vấn từng nói rằng Châu Tinh Trì ngoài đời rất tốt, làm việc rất tỉ mỉ, những vụ chửi bới trong phim trường có thật không? Có chứ, nhưng không phải tự dưng mà đứng hả họng chửi, mà vì Châu Tinh Trì quá là thông minh và đặt cái tác phẩm của mình lên đầu. Ông không quan tâm diễn viên này là gạo cội hay mới vào nghề gì hết, ông cần họ làm chính xác những gì mà ông muốn. Trong quá trình diễn, ông sẽ giải thích rất là kỹ, giải thích xong sẽ hỏi là anh làm được không, anh hiểu không, và khi mà đối phương bảo làm được, hiểu rồi, Châu Tinh Trì sẽ lại giải thích thêm nữa cho chắc, xong mới bắt đầu quay. Nếu quay đi quay lại mà vẫn diễn hỏng, vẫn quay hỏng, không được như kỳ vọng thì ông nổi điên lên. Theo cố diễn viên Ngô Mạnh Đạt, Châu Tinh Trì cực kỳ khó tính khi làm việc, mà ông lại rất thông minh, phản ứng rất là nhanh, nên là để làm việc được với Châu Tinh Trì lâu dài thì phải hiểu được điều đó. Sự khó tính và cứng đầu này tuy khiến mọi người chịu nhiều áp lực, nhưng cũng là yếu tố bắt buộc phải có để mà làm ra những sản phẩm nghệ thuật hoàn hảo nhất. Và thực sự là thời gian và những con số đã chứng minh rằng sự cố chấp của Tinh gia đã mang đến quả ngọt. Rồi là gần đây thì phim của ông hơi ao meta một tí. Ấy là tôi đang nói tới phim Tân Vua Hài Kịch. Một bộ phim mà tuy được giới chuyên môn đánh giá tích cực và doanh thu cũng đáng nể, nhưng vẫn khiến nhiều người bảo là Châu Tinh Trì đã cạn ý tưởng. Cá nhân tôi nghĩ là sau 30 năm làm phim liên tục sáng tạo thì chả có lý do gì mà bây giờ lại cạn ý tưởng cả. Về đời tư thì hiện tại Châu Tinh Trì đã ở tuổi 60. Theo HK01 thì tuy cuộc sống cô độc nhưng may thay ông vẫn có chú cún cưng bầu bạn. Ông thường chia sẻ hình ảnh người bạn của mình lên mạng xã hội. Ngoài điều đó ra thì ông vô cùng kín tiếng. Mới đây, Châu Tinh Trì đã có mở tài khoản Instagram, nơi mà ông chia sẻ về hậu trường bộ phim tuyệt đỉnh Kung Fu của mình. Có lẽ ông đã bước sang cái độ tuổi mà có nhiều hoài niệm. Chính vì giữ kín đời tư nên là báo chí cũng hay theo dệt này nọ về Châu Tinh Trì. Có kẻ bảo rằng là ông có con rơi, nhưng mà rơi ở đâu thì chả ai chắc. Hai tin đồn kinh thiên nhất đó là ông viết di chúc để lại toàn bộ tài sản cho con trai út. Chắc là con trai út tung tin. Cơ mà mọi thứ chỉ dừng lại ở tin đồn và chẳng có bằng chứng nào cụ thể cả. Ngoài ra có rất nhiều nhận xét về hệ thống đạo đức của Tinh gia. Người ta bảo rằng là ông dị thường, coi trời bằng vung, tôn thờ chủ nghĩa hoàn hảo trong mọi tác phẩm, cái rốn của vũ trụ, lắm tiền mà keo kiệt, đào hoa. Có lẽ những cái lời chỉ trích đó chỉ là 10% góp ý, 88% từ thiện. Trong thời gian gần đây, Châu Tinh Trì thường xuất hiện với mái tóc bạch kim, nhuộm cả đầu bằng sự lão hóa, phong cách ăn mặc của Keanu Reeves và hình ảnh già nua, nhăn nheo. Người đời tự hỏi rằng có phải là ông quá cô đơn, tàn tiện, bị ghẻ lạnh ở showbiz, hết thời. Nói chung là đủ kiểu gièm pha, nhưng mà vẫn như trước, Tinh già cũng chả quan tâm lắm. Vì từ lâu rồi, ông chỉ làm phim vì đam mê, chưa cái thứ kiếm ra tiền cho ông là khả năng kinh doanh bất động sản tài ba. Theo các đầu báo, Châu Tinh Trì sở hữu nhiều khu đất ở Hương Cảng, thậm chí sở hữu cả khu bungalow trên đỉnh núi Thái Bình, nơi được mệnh danh là đắt đỏ nhất thế giới. Chắc là để về già lên núi luyện nội công. Mà kể cả đó là tin vịt đi nữa, thì trong tay Châu Tinh Trì vẫn có công ty điện ảnh Bingo. Ông lại còn đầu tư vào hệ thống rạp chiếu phim. Nói chung là sống dư dả thoải mái. Tuy bị đồn là hà tiện, chỉ ăn cơm nhà nấu, đi đâu cũng dùng xe đạp cho đỡ tốn tiền xăng, nhưng Châu Tinh Trì cũng là một mạnh thường quân, chăm làm từ thiện, hiến tặng thủy xương, đóng góp nhiều của cải cho các trường học. Còn về đường tình duyên thì tôi cũng chả biết là Châu Tinh Trì có tính là lận đận tình duyên hay không, bởi vì mãi chưa thấy ông cưới vợ mà cứ suốt ngày cặp kè với các kiều nữ. Đếm sơ sơ thì tao có La Huệ Quyên, người phụ nữ này cũng là tình đầu của Tinh gia. Hai người nên duyên sau khi đóng cặp trong bộ phim Cái Thấy Hào Hiệp. Được 3 năm thì họ chia tay. Chuyện tình này khiến ông day rất nhiều năm và có thông tin cho rằng là bà không được lòng mẹ của Tinh gia. La Huệ Quyên sau đó sang sinh sống và mất vào năm 2011 vì ung thư tụy. Sau đấy là Chu Ân. Tôi nghĩ chắc là bạn nhớ cái meme mỹ nữ nháy mắt với Tinh gia này. Chu Ân được Châu Tinh Trì rất là ưu ái, giúp phát triển sự nghiệp. Họ nhanh chóng trở thành cặp đôi được yêu thích của làng giải trí Hồng Kông, nhưng mà bên nhau được 3 năm thì cũng tan vỡ vì thói trăng hoa của Tinh gia. Mạc Văn Úy yêu nhau được 7 năm. Cũng như mọi mối tình khác, cô gái này bén duyên với Tinh gia sau khi tham gia một bộ phim, đấy là Đại Thoại Tây Du, Nguyệt Quang Bảo Hạp. Cô xuất hiện trong lúc Châu Tinh Trì đang có mối quan hệ với Chu Ân. Các bạn hiểu ý tôi đúng không? Được cái cô là người duy nhất được lòng mẹ của nam tài tử. Vu Văn Phượng,
Bà là người phụ nữ bên cạnh Tình Gia lâu nhất, xuất thân từ một gia đình giàu có và là fan hâm mộ nhiệt thành của ông. Trong thời gian bên nhau, bà đã giúp Tình Gia dấn thân vào kinh doanh và thành công, tạo dựng nên khối tài sản lớn như bây giờ. Dù bên cạnh Châu Tinh chỉ nhiều năm, nhưng bà lại không có danh phận gì. Và khi chia tay, bà kiện Tình cũ số tiền 70 triệu đô Hồng Kông, tiền làm ăn nhà đất, vì hồi còn mặn nồng ông đã hứa sẽ chia cho bà. Châu Tinh Trì lúc bấy giờ đã 50 tuổi và vì quá mải mê với công việc nên đột nhiên ông nhận ra rằng mình đã quá già và lười yêu đương. Tôi điều đấy. Vào năm ngoái, paparazzi Hồng Kông đã săn được album ảnh đầu tay của Tinh Gia và cô người yêu Trương Hiểu Kỳ, kém gần 4 giáp. Cô gái này cũng không nổi bật lắm, chỉ là Hoa hậu Hồng Kông 2021 thôi mà. Chứng tỏ là Châu Tinh Trì đến giờ vẫn khá là đào hoa. Những nữ diễn viên từng làm việc chung với Châu Tinh Trì cũng có một sự nghiệp khá là thăng hoa. Trương Bá Chi, Lam Khiết Anh, Thư Kỳ, Viên Vịnh Nghị, Lâm Duẫn, Nguyên Thu không chỉ giúp những diễn viên trẻ bùng nổ và viral. Sự đóng góp của ông với nền điện ảnh Hồng Kông và cả với nền văn hóa đại chúng các nước Đông Á, Đông Nam Á là không thể nào mà đong đếm hết. Châu Tinh Trì là một người đàn ông cần mẫn và kiên nhẫn với điện ảnh, nhưng không phải với đồng nghiệp. Tuy có chút lập dị nhưng mà đó là cái sự khác biệt cần và đủ trên con đường thành công của ông thì một video chắc chắn là không đủ. Nên nếu bạn còn biết gì về Châu Tinh Trì, hãy comment bên dưới nhé, vì chắc chắn là nhiều người sẽ muốn biết. Xin chào và hẹn gặp lại.